Quý Phật tử ơi, có một lúc thiền sư Bàn Sơn ngài mới đi ngang qua, ngài thấy có một đám cưới nọ, ngài mới đứng lại. Ngài đứng lại rồi cái ngài mới lắc đầu và ngài nói một câu rằng lạ lùng thai, lạ lùng thai. Mới ngày nào bà cháu cháu, bây giờ vợ vợ chồng chồng, giết heo cưới vợ cho con, ngờ đâu giết cha cưới bà cho cháu, lạ lùng thai. Ngài nói vậy đó. Cái đám cưới của người ta mà có một vị hòa thượng đứng ở trước cửa mà nói những câu như thế, gia đình người ta sợ dữ lắm. Cái ông chủ nhà cưới vợ cho con trai mình á, ông mới nói hòa thượng ơi, hòa thượng có khất thực thì tôi mời hòa thượng vô đây, tôi xớt bát, tôi cúng dường xong hòa thượng đi giùm cái. Chứ hòa thượng nếu không phúc chúc lời lành cho đám trẻ, đám nhỏ này thì hòa thượng đừng nói những lời đó. Tại sao hòa thượng nói lạ lùng thai, lạ lùng thai, giết heo cưới vợ cho con, ngờ đâu giết cha cưới bà cho cháu, là cái gì tụi tôi không có hiểu. Vị hòa thượng này nói, sở dĩ tôi nói câu đó là bởi vì hôm nay ông giết con heo ở trong nhà để làm tiệc đãi đàn cưới vợ cho thằng con trai của mình. Con heo đó là cha của ông đó, cha của ông chết tái sanh trở lại làm heo, còn cái cô con dâu mà ông cưới về cho con trai ông ngày hôm nay đó là ai? Là bà nội của chú rể đó, bà má của ông đó. Bà giờ phút cuối cùng của cuộc đời, có phải chăng bà núm níu tình cảm liếng ái, bà thương đứa cháu nội này lắm phải không? Giờ phút bà nhắm mắt xuôi tay mà cái tay của bà còn nắm chặt đứa cháu nội này phải không? Ông chủ nhà giật mình, đúng rồi, má tôi mất đó. Ngày má tôi mất, nằm trên giường bệnh mà má tôi nắm chặt tay của đứa con trai là chú rể ngày hôm nay cưới vợ đó. Thì ông chủ nhà mới tính lại nha. Ngày má mình chết là thằng con của mình 3 tuổi. Thì bây giờ tính thằng con của mình cưới vợ thì cô con dâu này nhỏ hơn cái chú rể 3 tuổi, đúng như vậy. Ông ta mới sợ hãi kinh cuồng và thỉnh thiền sư Bàn Sơn vào bên trong cái tiệc cưới mà bây giờ dẹp bàn hết rồi, đặt một cái pháp tòa ở giữa, thỉnh ngài lên để thuyết pháp. Ngài bước lên, ngài giảng kinh thuyết pháp, nói về nhân duyên quả báo luân hồi giai trả. Ngài giảng vừa xong rồi thì cả gia đình đó, ông chủ nhà cùng với chú rể đó, phát tâm cạo đầu xuất gia luôn, còn sống làm sao được ở giữa trần cục này. Còn cái cô mà con dâu cưới về đó, cô dâu đó đó, thì nói rằng làm thế nào để mình chung sống với lại đứa cháu nội của mình mà bây giờ mình gọi là chồng ư? Nó là cháu nội của mình trong kiếp trước mà, làm sao chung sống được đây? Cô nói thôi thì cho cô trở về nơi gia đình của cô, cô lo làm tròn chữ hiếu với cha mẹ xong rồi cha mẹ qua đời cô cũng cạo đầu xuất gia luôn. Đó là truyền thống cải gia vi tự. Tức là kể từ ngày hôm đó đó quý vị, ở giữa thế gian này có cái truyền thống rằng người ta chuyển đổi sửa cái nhà làm thành cái chùa là bởi nguyên nhân từ nơi câu chuyện của gia đình giết heo cưới vợ cho con, ngờ đâu giết cha cưới bà cho cháu. Tình cảm luyến ái của thế gian nó trói buộc để ta cứ mãi tiếp tục trong kiếp sống luân hồi đảo điên. Ngày nào bà cháu cháu, bây giờ là vợ vợ chồng chồng đó quý vị ơi. Cho nên ngay bây giờ chúng ta buông xả hết mọi tình cảm luyến ái nơi thân bằng quyến thuộc, mà ta đóng vai trò của một người diễn viên trên sân khấu của cuộc đời, đóng trọn vai. Nếu mình là ông, là bà, là cha, là mẹ thì đóng trọn cái vai trò đó đi. Nhưng mà đừng chấp đây là con của tôi nha, bởi vì thân này còn không có thì con đâu và tài sản đâu. Con ta tài sản ta, người ngu thường nghĩ thế. Thân này còn không có, con đâu tài sản đâu. Đức Phật khuyên chúng ta nơi quán niệm như vậy đó quý vị. Thân này còn không thật có thì con cũng phải là con của ta đâu, mà đó là nợ đó quý vị ơi. Còn tài sản
Nó phải là của ta không? Nó thuộc về năm nhà thân này còn không bền chắc đây thì tài sản nó là vật ở ngoài thân, là đồ mà ta vay mượn của trần. Ta đến đây, ta sanh ra, ta không mang một thứ gì đến. Khi ta nhắm mắt xuôi tay ra đi, ta cũng chẳng mang theo được thứ gì, phải không quý vị? Của trần trả lại cho trần, nhưng mà bao nhiêu tội lỗi thì phần mình lãnh riêng đó. Vậy thì quý Phật tử ơi, xả bỏ sự vọng chấp, buông xả cái sự vọng chấp vào tự ngã, vào thân này là ta, vào thân bằng quyến thuộc kia là của ta, và tài sản sự nghiệp kia là cái của ta, cái sở hữu của ta cũng không có luôn nha. Mà nó thuộc về năm nhà, đó là nhà nước, nhà lửa, nhà giặc, nhà con và nhà vua. Tài sản tiền của nó thuộc năm nhà như thế. Ta còn sống đây không gìn giữ được, huống chi ta nhắm mắt xuôi tay thì của trần trả lại hết à quý vị. Mà nếu có mang chăng ta mang theo những hành nghiệp thiện ác, là người bạn trung thành sẽ theo ta trên khắp mọi nẻo đường hiển xứ. Nó theo ta như hình với bóng, nó là di sản, nó là di vật mà ta truyền thừa mang theo đó quý vị. Nếu đã buông xả sự vọng chấp nơi tự ngã, nơi thân này, nơi thân bằng quyến thuộc và tài sản ta gọi là cái sở hữu của ta, xả bỏ được rồi, vậy thì ta nắm lấy cái gì vậy? Xả cái đó ta nắm lấy cái gì vậy? Thưa quý huynh đệ, nếu như bây giờ quý vị không nắm chặt, nắm chặt ở đây là một cái đề mục tất cả đều duyên sinh vô ngã, đều do các duyên cấu tạo hòa hợp, nó không thật là của ta. Sanh sống là lữ khách qua đường, chết là trở lại quê hương của mình, phải không? Đất trời quán trọ phiêu linh, nghìn xưa các bụi tâm tình đớn đau, thời gian chẳng có đợi chờ nhau, đầu xanh hôm trước nay màu cỏ khô rồi, ngổn ngang xương trắng bên mồ, hàng tùng xanh thẫm điểm tô xuân về, trước sau than thở ê chề, cuộc đời hư quyển trần mê làm gì quý vị? Khi ta sanh ra đời ta không mang thứ gì, ta chết đi ta cũng chẳng mang cái gì đi, trả lại hết nào quý vị. Quán niệm như thế, cho nên buông xả hết mọi vọng chấp phân biệt về tự ngã, và nắm chặt một đề mục vạn pháp duyên sinh vô ngã, không có gì là của ta. Ta sẽ sống một đời sống tự tại nhẹ nhàng, bởi vì có cái gì là ta là của ta đâu, không có gì vướng bận cả.